Xin chào anh Sang. Dạ, chào anh. Dạ. Con xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay có một số mai tàn á, xin được chúc cô chú anh chị và như hôm nay là ngày mới thì anh xin chúc cô chú anh chị khỏe, bình an và phát tài. Dạ. Anh chị xem được cái nào ủng hộ cho con. Số điện thoại của con là 0866098579. Một cây mai tàn quá đẹp luôn. Cây này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Sang? Cao khoảng 3 mét anh. Dạ 3 mét, tán ngang nhiêu anh? Tán ngang chắc cũng khoảng 3 mét anh. Dạ, đây các bạn, ổ tàn nói chung là đặt kẹo luôn. Nói chung em tính hào hảo nhưng mà có lăng nó còn hơn 3 mét nữa. Dạ, mặt bóng mình thấy chưa vậy anh? Chưa, cây này em mới cây thác rồi. Đây bạn, anh đem về anh xuống lá cho cây nó khỏe các bạn ơi. Một bộ tàn xương tàn đặt kẹo luôn nha, rất là đẹp. Cái tàn này về anh em có thể để nguyên thể chơi cũng thôi, anh em có thể mình chặn được được bạn, chặn cho cái tàn nó rộng ra cũng ok lắm bạn. Dạ. Xương tàn nó nhỏ nó mềm nha. Rồi ok, mình quay phủ đế cho bạn xem đây. Một cốt dốc đọt luôn. Đây. Đế tứ diện luôn, củ nở. Rồi đây các bạn ơi, đấy ok nha, cốt cạnh lực lưỡng luôn. Rồi anh Sang đo thông số thì không có nhiêu vậy anh Sang? Cây này thì nó được cái củ lõi của chú. Dạ. Yeah. Ngay vị trí này 46 của chú ơi. Rồi 46 các bạn ơi. Để em đo xích hoành ở dưới này nghe. Thông số thứ hai. Đó là 52. 52. Rồi ok. Cái này 54 mà tính anh em 52 ha anh. À đúng rồi, 55 luôn. 55 luôn. Dạ rồi ok anh ơi. Dạ, em đo thử cái củ ở dưới này ha. Cái củ dưới này là 61 cô chú ơi. Rồi 61. Chung mà cây này nó có cái củ rất là lõm. Dạ rồi anh đo thoát thân thử bao nhiêu anh. Dạ. Thân có 38 ạ. 38. Anh đo thử một cốt đó bao nhiêu anh? Có cái cành đó đó. 22. Chỉ là 25 triệu. 25 triệu anh, mình có hỗ trợ bao xếp không anh? Bao xếp 200 cây ha anh. Dạ, rồi ok các bạn ơi, cây mã số 1 25 triệu bạn ơi. Anh Sang hỗ trợ bao xếp cho các bạn 200 km. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, một gốc mã số 2 nha. Đây. Phong tàn cũng khá là đều các bạn ơi. Một cốt luôn. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu vậy anh Sang? 3 mét ha. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang nó khoảng 2 mét rưỡi à. Dạ. Đây các bạn, quay vòng bộ tàn dọn xem. Tàn là tứ diện có hết luôn rồi, đều hết luôn. Cái này mặt bông sao anh Sang? Cái này em cũng chưa biết mặt bông anh. Dạ. Cái này em cũng mới về hôm qua. Dạ. Cây cái cốt cạnh nó đóng từ dưới lên trên bạn, rất là đều nha. Đây quay vòng cho bạn xem đây. Đây rất là đẹp. Rồi đây là bộ đế đây. Thân sắn luôn bạn. Cây thấy nó sắn dặn lên nha. Nhưng mà đế chảy đều hết coi chú. Dạ. Đế còn là khoảng bự này coi chú ha. Nói chung là đều hết bốn mặt luôn. Không có chống mặt nào hết. Tứ diện có hết luôn. Mà đế được đặc biệt là cổng nó tương đối bự ha. Dạ. Đế đều hết luôn. Cái này mình khai thác hết chưa anh? Nói chung là cũng em moi tới đây thôi, còn không moi nữa tại cây tàn á. Dạ. Đặc biệt là cây cái củ nó lỏ thôi chú ha. Rồi anh đo thông số khoảng bao nhiêu vậy anh Sang? Dạ. Rồi ngay vị trí 45 anh cô chú. Rồi 45. Dạ. Ok anh ơi. Em đo là em bao cô chú đo lại hay cô chú ha. À. Nếu mà đo em đo mà không đúng cô chú em có em bao cô chú ví dụ như lên không nhận cây mà không đúng cô chú trả lại em là hoành thế là nó khoảng 160 anh. 160 anh. Rồi anh đo thử thoát thần với mà cái cốt cành trên đó có khoảng bao nhiêu anh?
cốc cành lớn các bạn ơi. Có thân 50 ạ. À? Rồi ok. Cốc cành 17 ạ. À? 17 ha. Rồi cây số 2 này sao anh? Cái này cho 20 triệu ạ. À? Dạ. 20 triệu ha anh. Bao xếp anh em 200 cây số ha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, một gốc mã số 3 nha. Xương tàn đặc kẹo luôn. Cái này có chỉnh sửa gì chưa anh? Cái này lúc em mua là cái nhà nó có chỉnh sửa thời gian cũng lâu rồi. Dạ. Cái đàn nó sập ngang ngay. Dạ. Có chỉnh sửa nữa rồi mình thả luôn anh. Một tàn quá đẹp luôn. Một cốt chốt đọt. Này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Sang? Cao nó khoảng 3m. 3m anh. 3m5. 3m5 nha. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang khoảng 3m ạ. Dạ. Cốt cành lực lưỡng luôn. Thân nó sắn này. Thân sắn nha. Cái mình làm rất là khéo cô chú à. Nó cây nhìn rất là có duyên. Mà thân nó sắn, rắn nó sắn thôi. Dạ. Yeah. Mặt bông này mình thấy chưa vậy anh Sang? Mặt bông này em cũng mới lấy cây này để hôm qua em chưa có biết nữa. Dạ. Chưa có thấy mặt bông. Bộ tàng này cho bông là nói chung là quá đẹp luôn. Nó cũng có dạng như chi nhánh, cành nhánh nó lỗ với bò cô chú ha. Dạ. Lỗ với bò này. Cây bằng sắn lắm cô chú ha. Phong tàng rất là đẹp. Này cho thằng Thông anh. Dạ. Rồi đang quay cái thân với cái bộ đế cho bạn xem đây. Thân sắn lên nha. Sắn cũng nhiều các bạn. Đây nè, chân cành nè. Chân cành lực lưỡng luôn, đóng đều từ dưới lên trên. Rồi đây là bộ đế đây. Nó khéo là nó ra đây là nó đi ra hai bên nó đều ha. Hai bên nó bỏ đều xuống nó khéo lắm. Đằng trước này nó cũng có ha cô chú ha. Nhưng mà tại con cọng rễ nên nó hơi nhỏ, nhưng mà còn ở phần dưới nó có luôn mà em cây này cây tàn em không có khai thác nữa. Dạ. Yeah. Đây bạn đế có tứ diện có hết các bạn ơi. Đây, bên đây này, nó khéo, nó cái này chưa khai thác hết anh. Dạ. Yeah. Cái mai tàn này em không dám khai thác. Nhưng mà thân vẫn chiều nào nó cũng vẫn thôi cô chú ha. Cây rất là có duyên. Rồi đâu anh đo thông số có khoảng bao nhiêu vậy anh Sang? Rồi 50, thông số thứ nhất các bạn ơi. Để em đo xuống dưới chút ha. Dạ. Cho ngay vị trí là 53 cô chú ơi. 53, rồi ok anh ơi. Cây cành này được 19 cô chú ơi. 19 hả anh? Rồi ok anh ơi. Cái số 3 này anh em nào mà thiện chí muốn sở hữu là sao anh? Cái này em xin giao lưu với bà con, cây này 45 triệu ạ. Dạ. 45 triệu anh. Là mình hỗ trợ bao xếp cho anh em 200 cây số luôn anh. Dạ, một gốc ca mã số 4 nha. Đây. Đế quá tài luôn. Đây chiều cao tầm nhiêu anh Sang? Để em đo ha. Em đo lên đây cái thước đo. Chiều cao 2m4 ạ. Chiều cao 2m4 rồi, tán ngang nhiêu anh? Tán ngang 2m ạ. Dạ, đây các bạn. Bộ tàng về đặt luôn. Quay vòng cho bạn xem. Đây có mặt bông nè. Mặt bông nó là sao anh? Bông của nó này. Trông bông đẹp anh. 369 cái nè. Dạ. Đây bạn, bông lớn nè. 10 cánh. Em mới con sơ lại à. Dạ. Chú mua về xem mà nếu mà cô chú thấy mà không hợp thì cô chú con theo cô chú. Dạ. Rồi nha cô chú nha. Xương tàn đầy đủ luôn các bạn ơi. Cái này về anh em có thể mình chỉnh sửa nhẹ cho nó đều nữa xíu nữa. Rồi anh em nuôi lợp tàn tán đầy đủ là chơi. Bông là rất là đẹp các bạn ơi. Bông nãy lúc nãy mình có quay cho các bạn xem đó. Còn đây là bộ đế đây. Đế hết bầu luôn. Đóng luôn. Dạ. Đế dày đặc. Đế này nó dạng như dạng mấy lớp đế chứ không phải một lớp đâu cô chú ơi. Dạ. Ở trên này, ở dưới này nói chung là nó mấy lớp lắm. Cây này tầm bao nhiêu năm tuổi rồi anh Sang? Nói chung là cây này chắc nó cũng khoảng cỡ 2 mấy năm anh. 2 mấy năm ha. Dạ. Đây bạn. Cây còn sung các bạn ơi, vậy anh em trồng là nó mau phát. Cây này còn tơ mà. Dạ. Cái da nó bóng. Đấy nói chung là khỏi bàn rồi, đều tất cả các mặt hết luôn. Quay lại trồng cho các bạn xem. Cái chỗ mấy cái chỗ này nó có cái vết cắt nha, tại mấy cái rễ treo á, nhưng mà nó kéo mép hết rồi. Rồi cái đó anh xử lý rồi ha anh. Rồi đo thông số khoảng bao nhiêu vậy anh Sang? Vị trí
là 50 anh. Nó 27 cô chú ơi. Rồi đo đo thử cái bộ đế coi tổng bộ đế coi nhiêu anh. Đế này thì nó đặt bằng cái bầu cô chú ha, đâm ra này em đo. Dạ. Bằng cái bầu luôn. Mình chỉ đo áo áo thôi các bạn, xem các bạn. Cái này là đế nói chung là đặt thì chuẩn luôn. Rồi nó khoảng 170 đi, 170 dạ. Khoảng 170 các bạn ơi. Là 25 triệu à. Dạ, 25 triệu anh Sa. Dạ, là mình bao xếp cho anh em 200 cây số á. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh ơi. Gốc mã số 5 nha. Lùng liền lực luôn. Cây rất là đẹp. Cây này em có lô dây để con chú ha. Lô dây uống sữa con chú về mua cái chậu rồi con chơi thôi. Dạ. Cái này anh vô chơi anh phân chia tàn, nói chung là điệu chân anh em chơi theo cái phong tàn gì vậy anh? Cái này cây dáng siêu anh. Dáng siêu ha. Bộ đế thì nói chung là rất là lực các bạn ơi, đẳng cấp luôn. Chiều cao này khoảng nhiêu vậy anh Sang? Dạ để em đo ha. Dạ. Chiều cao nó khoảng 1,5 anh. Dạ rồi, tán ngang đo em, tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang cũng khoảng 1,4 anh. Dạ rồi, bắt đầu quay bộ đế cho bạn xem đây. Cây đế quá lực luôn, hết bầu luôn. Nó dạ. Bằng cổ tay em ơi cô chú ơi. Rồi, anh Sang đưa cái tay trong so sánh cho bạn xem bạn. Rất là lớn nha. Tại vì nhìn ở trong hình nhiều khi nó không có dạ. Thấy rõ hơn là ở ngoài nhìn được cô chú. Đúng rồi. Cái này anh vô dây anh định hình sẵn rồi. Này giờ anh em có thể mình vô cái chậu thôi, mình xúc đất mình trồng bạn. Lập tàn tán này đủ là chơi là VIP luôn. Cái này nó có hiện tượng xù của chú. Dạ. Nói chung nó đang xù của chú ơi. Đây anh, mấy nách đây anh. Dạ. Cây này nếu mà nuôi thời gian dài nó có xù, nó ra xù đỏ cây này. Dạ, nó đang lên các bạn ơi. Dạ. Đây mặt bông đây. Bông đẹp lắm. Bông như là 9 10 cánh nè. Dạ, 9 đến 10 cánh anh. Dạ. Còn cái bông một à. Dạ. Rồi đo thông số thử coi bao nhiêu rồi nha, dạ anh. Hai vị trí này là 50 cô chú ơi. Rồi 50 hoành, vị trí 1 các bạn ơi. Dạ, em đo xíu trên xíu ha. Xíu trên là 44 ạ. 44 ha anh. Rồi ok anh ơi. Đo thử cái dạ nồi đế coi nhiêu anh. Lớn quá. Đế này thì nó cũng tới mặt bầu luôn cô chú ơi, đâm ra em đo theo lòng đế thôi cô chú ha. Dạ. Khoảng 190 anh. Dạ, nó gần 2 mét các bạn ơi. Rồi cây mã số 5 này sao anh? Cái này em xin giao lưu cô chú là 22 triệu ạ. À. Dạ, 22 triệu anh. Dạ, bao xếp anh em 200 cây số. Dạ, theo các bạn ơi, góc 3 mã số 6 nha. Đây. Quá xa bộ tàng luôn. Ảnh định hình cái bộ tàng bạn, rất là đẹp nha. Tàng thông luôn. Một cốt thẳng đứng luôn. Tàng thông cô chú ơi. Dạ. Cái này về cô chú để lên cái chậu cao á, nhìn nó mới xa. Cái cây nó mới khoe được, nó đẹp lắm. Dạ. Cái này nó hơi thấp. Dạ. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu vậy anh Sang? Chiều cao 2,5 anh ơi. 2,5 ha. Rồi anh đo tán ngang luôn anh. Tán ngang nó cũng 2,5 luôn. 2,5 ha. Dạ. Bộ tàn dày đặc luôn các bạn ơi. Cái này mới vô luôn ha, vô dây này mới vô luôn anh. Rồi đây quay bộ đế cho các bạn xem đây. Đế tứ diện có luôn các bạn ơi. Cây này chắc lâu đời hả anh Sang? Dạ, cây này nói chung nó cũng khoảng có 20 năm anh. 20 năm ha. Mặt bông sao anh Sang? Cái này mặt bông 5-7 cánh mà bông đẹp anh ơi. Dạ, từ 5 đến 7 cánh ha. Cây này là cây mai nhà em mang qua nè. Dạ. Rồi mình sẽ nhờ anh Sang anh đo thông số các bạn. Mình ngay vị trí này 39 cô chú ơi. Rồi 39 hoành, ok anh ơi. Dạ. Em đo thoát thân thử ha. Dạ. Chứ mà cây này cô chú về là phải lô cái chậu, lô cái bồn nó mới cao, cao. Dạ. Thoát thân 20 ạ. 20 ha, rồi ok. Anh sẽ đo cái tổng thể cái nồi đế các bạn. Nồi đế nó khoảng 150 cô chú ơi. 150 ha anh. Dạ. Tàn cho các bạn xem lại một lần nữa nha. Tàn này nói chung là mình tạo thành phẩm lập đầy đủ chợ là rất là đẹp các bạn ơi. Đây anh em về lên cái chậu cao cao nữa, bông 5-7 cánh. Rồi có mã số 6 này sao anh? Cái này em xin giao lưu cô chú
Dạ, 13 triệu hả anh? 13 triệu các bạn ơi, hỗ trợ cho anh em bao ship 200 cây số. Tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 7 nha. Đây. Chiều cao tầm nhiêu vậy anh Sang? Một cốt chót đọt luôn. Tàn tán định hình rất là đẹp các bạn. Dạ, khoảng 2 mét anh. 2 mét ha. Rồi anh đo tán ngang luôn anh. Dạ, nó 2 mét luôn anh. Rồi, ok anh ơi. Rồi. Cốt cành nói chung là đóng từ dưới lên trên luôn. Điều. Đế này nằm lưu hay là đế thiên nhiên anh? Nhưng mà tại người ta trồng trên mâu anh. Dạ. Đây các bạn. Nó đi xuống không? Rồi anh quay vòng tới anh cho các bạn xem mẫu đế đấy coi. Cây nhỏ gọn luôn các bạn, thân tàn đế. Ok, bông sao anh? Cái bông này em cũng chưa biết, em cũng mua về rồi em muốn sửa. Dạ. Mặt bông anh Sang chưa biết các bạn ơi. Đây. Anh định đây là tương lai của chúng ta, nó được cái bộ đế này. Và cái thân này. Dạ. Chi cành thì quá dày. Chi cành này lớn hơn của chú ha. Chi cành này nói chung là nuôi người ta nuôi cũng lâu năm nắm được mà từ trong thân đi ra chứ không phải là chi cành cắt của chú. Dạ. Đây là cái đàn nó rất là dài, nó chúng nó đạt được nhiều cái tiêu chí để thân tàn. Dạ. Rồi đó thông số đây anh. Đây là anh em về anh em nuôi. Tàn tán lập đầy đủ là anh em chơi. Nuôi thì quá chuẩn luôn. Mau lên tiền không cô chú? Mình ngay vị trí này 30 cô chú ơi. Rồi 30 hoành, ok anh ơi. Để em đo tay cành cho cô chú hảo thân nha. Dạ. Tay cành 17 mà em kẹp dây thì tính còn 15 nữa cô chú ha. Rồi anh đo củ đế đây anh. Dạ. Củ đế 94 ạ. 94 ha. Rồi cây số 7 này mình giao lưu với anh em sao anh? Cây này em xin giao lưu cô chú là 13 triệu thôi. 13 triệu. Dạ, 13 triệu bao xếp cho anh em 200 cây số. Anh ơi, góc mã số 8 nha. Đây. Một thân một cốt luôn. Tàn tán định hình đi bạn, thành phẩm rồi. Đây vì anh em nuôi. Cho nó lợp tàn tán này đủ là anh em chơi thôi. Mặt bông sao anh? Dạ, cái này bông anh thấy là bông đẹp hay. Nhưng mà em cũng không nhớ rõ là 5 7 cánh hay là 10 cánh nữa, nhưng mà lúc mà em ra này em thấy là bông đẹp lắm. Dạ. Chiều cao này tầm khoảng nhiêu vậy anh Sang? Chiều cao nó 1m6 ha. Dạ. Nó khoảng rồi. Rồi ok anh ơi. Anh quay vòng cho bạn xem mẫu đế anh. Dạ. Mẫu đế thì nó có mà nó lặn như đế cũ ha, nó đi xuống ha. Dạ. Mà là cái cây này nó xù cám hết rồi cô chú. Đang lên xù cám hả anh? Dạ nó xù cám. Đế lực các bạn ơi, đầy đủ tứ diện có hết. Cây này thì em cũng nói là em cô chú mua cái này em tặng cái chậu của chú. Dạ. Cái này thằng chậu lâu chưa anh? Cái thằng chậu cũng được năm ngoài anh. Dạ hơn năm rồi ha. Rồi đó anh đo thông số đi khoảng bao nhiêu anh? Dạ. Anh em nào giao lưu thì tặng luôn anh em có chậu luôn. Dạ 34 cô chú ơi. Rồi 34 anh đo củ đế đây anh. Đấy là 59 của chú ơi. 59 anh. Rồi mình giao lưu với anh em cây số 8 này sao anh? Cây số 8 này giao lưu chú là 8 triệu. Dạ, 8 triệu bao xếp cho anh em 200 cây số luôn anh. Các bạn ơi, góc bản số 9 nha. Đây, một cái phong rất là cao các bạn. Cái này nó cũng định hình rồi. Một thân một cốt luôn. Tàn thông. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu vậy anh Sang? Dạ, chiều cao 2m8 các bạn ơi. Rồi anh sẽ đo cái tán ngang luôn cho các bạn tham khảo luôn. Tán ngang 1m6 à? 1m6 anh. Dạ. Một cốt cái phong cao các bạn ơi. Cái này bắt bông sao vậy anh Sang? Cái này bông này 5-7 cánh anh. Dạ, 5-7 cánh ha. Rồi đây quay bộ đế cho các bạn xem đây. Đế thì nó cũng có nhưng mà cái dạng nó hơi nhỏ của chúng ha. Tại vì dạ, nó đi xuống nè. Nó còn nằm sâu ha anh. Cây cũng khá là nâng cây các bạn. Cây
đế này anh chưa khai thác hết rồi, còn nằm sâu nè, phía trên thì có một số thôi, cốt cành đầy đủ luôn. Rồi anh đo thử thông số có khoảng bao nhiêu nha anh. Quành ngay vị trí này 55 của chú ơi. Rồi 55 quành vị trí 1 các bạn ơi. Em đo tập xuống dưới chút, đo xíu xíu nữa. Nhưng mà em không tính quành như này nghe cô chú. Là 64 ạ. 64 nha. Đo thoát thân được khoảng bao nhiêu anh? Thoát thân 48. Rồi 48. Này mình giao lưu với anh em sao anh? Cái này em xin giao lưu với chú anh chị là 13 triệu nữa. Dạ, 13 triệu anh. Hỗ trợ bao xếp anh? Dạ đúng rồi. Rồi các bạn ơi, gốc mã số 1 số 9 phải không anh? Dạ. Số 9 giao lưu với anh em giá 13 triệu, bao xếp cho anh em 200 cây số. Hôm nay em cũng được một số mai tàn thiên nhiên và tàn hình phẩm, thì mong được sự ủng hộ của cô chú. Mong cô chú ủng hộ cho con cái cây. Nãy kính chào cô chú. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Lúc nãy giờ mình có quay một lô cây của anh Sang đó, rất nhiều cây đẹp bạn. Anh em nào chọn được cây nào thì mình alo trực tiếp anh Sang để mình giao lưu. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt các bạn.